เชียร์เลยไม่ไงไม่เกิดไม่ไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะนั่นแหละซึ่งยังไม่มีไอ้เดล่าบอกผลนะตัวชิชอนไม่มีงานอาตัวชิชอนไม่มีงานเออซึ่งยาวไม่จะมีเซ็กท่านเดนแต่กลุ่มชิชอนจะเบิร์กซึ่งยันเฮ้ยไม่มาเงี้ยมาเงี้ยเนี่ยโอเคอู้มายก็อดngạt mãi không được. Cái nhỏ thôi. Thế thì các chị Minh nhỏ nhỏ cho Minh nghe nhá. Bắt đã. Bắt đi. Bắt đã. Xem đã. Kéo lên ra. Kéo ra xem một con. Con gì? Con mèo. Kéo ra. Kéo nhiều rồi. Đừng nâng cấp lại này trước. Thì coi cứ nâng cấp thử đi. Gắt tôi. Của Minh này. Hello, thổi nến vừa đây có cắm nến không? Thổi chưa, siêu chưa? Hôm nay bảo mua cái nến phụt, cái này chưa mua không mua? Không, ừ, phụt đây rơi khói mà cái nến ở dưới cái nến mà cắm vào dưới đất phụt lên đấy. Hai tay. Rồi. Ok. Ngân đây xong, Ngân cắt cái bánh của người ta Minh chia đây cho nó được ăn hết này. Minh ơi, mẹ đề nghị Minh bỏ cái điện thoại đi. Đây, chẳng cần phải tắt luôn. Nào. Thế đi vào đây, vào đây. Đúng rồi. Anh Nhi vào trong ngồi cạnh anh Nghĩa kia. Anh ngồi đây có cho ơ, cái bánh này sao nhìn quen thế nhỉ? Chẳng vân mẫu cũ. Nhà Thành Hằng mà. Thế à? Nhìn mẫu quen hết. Quen đâu rồi? Là chúc mừng sinh nhật chào cái. Vừa nãy có ai chúc nhau gì không nhỉ? Không. Thế à? Chỉ có hát thôi. Hôm nay sinh nhật Nghĩa, mình mà Hồng Anh mà không có mặt thì hết rồi ấy. Ở đây có bạn nữa là chúc hết hai nhé. Bạn mỡ hôm nay sai nhiều quá, đang thị mặt đi, đang buồn, đang mệt mỏi chân quá. Đau đầu gối. Để đau đầu gối giống mỡ đau đầu gối. Mà hôm nay thời tiết cũng được, không biết nào. Ok, vậy là chúc mừng sinh nhật Đại Nghĩa tròn bao nhiêu tuổi? 2005 bây giờ tròn bao nhiêu? 16 tuổi à? 16 rồi. Ôi tròn 16 sang tuổi 17. Còn Minh tròn 11 à? À tròn 10 à? Đâu? 2011 ở tròn 10. Mình chết nhầm. Nhầm quá, tròn 10 tuổi sang bước sang tuổi thứ 11 à? Hôm nay Minh thi vòng thị sa toán được có 370 điểm. Có bạn cao nhất được hơn 500. Bạn hơn 400, mấy bạn 400 đến 370, còn mấy bạn có mấy chục điểm thôi.
Thôi mình chỉ quay đoạn ngắn làm kỷ niệm cho sinh nhật của Đại Nghĩa và Hồng Minh. Và video của gia đình mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại.